Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây. Ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt xác lập 2 kỷ lục mới. Điều chỉnh giao thông khu vực cầu Thủ Thiêm 2. Nổ lớn trong căn phòng trọ, người đàn ông văng ra ngoài trọng thương. Thưa quý vị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế vừa có công văn gửi các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh thành đề nghị sử dụng trước vaccine Moderna để tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, tránh nguy cơ hao phí do không sử dụng hết vaccine. Số vaccine Moderna nói trên do COVAX Facility viện trợ. Trước đó, Viện đã phân bổ vaccine này để sử dụng tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Thưa quý vị, Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt, qua đó xác lập 2 kỷ lục mới về ghép tim. Đó là thời gian lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ ngắn nhất. Sáng 6 tháng 5, quả tim lấy ra từ người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh đã được vận chuyển đến tỉnh Thừa Thiên Huế an toàn vào lúc 13 giờ 32 phút cùng ngày, sau khoảng 2 giờ 45 phút. Song song với quá trình vận chuyển tim tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân nhận tim được đưa vào phòng mổ thực hiện đặt và chạy tuần hoàn ngoài cơ thể lúc 13 giờ 45 phút. Sau 1 giờ 20 phút phẫu thuật, tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận tạng. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển ra phòng hồi sức với các thông số huyết động ổn định. Hiện bệnh nhân đang được thở oxy, chức năng tim tốt. Để chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, hôm qua, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trình diễn bay khinh khí cầu với chủ đề Cuộc dạo chơi của Sao La, kỳ lân châu Á, Vũ Quang, ngôi nhà của Sao La. Và đây là lần đầu tiên huyện Vũ Quang tổ chức lễ hội bay khinh khí cầu nên đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm. Biểu tượng Sao La được chọn là linh vật cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Đây là loài thú quý hiếm lần đầu tiên được phát hiện tại vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vào năm 1992, được mệnh danh là kỳ lân châu Á. Lễ hội bay trình diễn khinh khí cầu và chuỗi hoạt động chào mừng SEA Games 31 tại huyện miền núi Vũ Quang đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và du khách. Trước đó, đêm 6 tháng 5, tại khu vực Đập Dân, thị trấn Vũ Quang cũng đã diễn ra đêm hội hoa đăng khinh khí cầu chào mừng SEA Games, thu hút hàng ngàn người dân đến xem. Ban tổ chức đã sử dụng 8 khinh khí cầu cỡ vừa cùng 2 khinh khí cầu cỡ lớn được điều khiển theo tiết tấu âm nhạc, mang đến cho du khách và người dân một bữa tiệc sống động. Qua sự kiện này, Hà Tĩnh cũng mong muốn lan tỏa giá trị của vườn quốc gia Vũ Quang đến với nhân dân cả nước và quốc tế. Cũng để SEA Games 31 diễn ra tốt đẹp, 14 khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế với hơn 3.000 phòng đã được Sở Du lịch Hà Nội lựa chọn để đón các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế. Việc đón tiếp chu đáo với những dịch vụ tốt nhất nhằm tạo hình ảnh đẹp về Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng thu hút khách quốc tế hậu Covid-19. Phòng ốc được chuẩn bị chu đáo, thực đơn đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với các chế độ ăn của từng quốc gia. Đây là cơ hội tuyệt vời đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch sau khoảng thời gian bị gián đoạn kéo dài, đồng thời là cơ hội quảng bá về Việt Nam trong khu vực cũng như nối lại các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng. Sở Du lịch Hà Nội sẽ kiểm tra giám sát định kỳ đối với các cơ sở lưu trú trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Chúng tôi với một cái sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng như vậy thì chúng tôi hy vọng là sẽ mang đến cho du khách thật là nhiều những cái trải nghiệm thú vị khi những cái ngày mà lưu lại tại Hà Nội. Ngoài các đoàn vận động viên, lượng khách đặt phòng của các cơ sở trên địa bàn Hà Nội đang tăng mạnh. SEA Games 31 thực sự là một luồng gió đem lại sự hồi sinh cho ngành dịch vụ du lịch và khách sạn sau 2 năm thiệt hại nặng nề do Covid-19. Để giảm áp lực giao thông sau khi cầu Thủ Thiêm 2 được thông xe, nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh lộ trình từ hôm qua 7 tháng 5. Ghi nhận trong ngày đầu tiên, người dân tỏ ra khá lúng túng, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với sự điều tiết hướng dẫn của cơ quan chức năng, tình hình đã dần đi vào ổn định, đường xá thông thoáng. Mặc dù đã lắp biển báo, treo băng rôn thông báo từ xa, nhiều người dân vẫn rẽ vào đường Đinh Tiên Hoàng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai theo thói quen. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức chốt chặn, phát loa thông báo, điều tiết các phương tiện. Đi thẳng rẽ trái mà Vĩnh Chi rồi quẹo lại cũng được anh, không vấn đề gì. Đúng rồi, phân luồng kiểu này là hợp lý rồi đó, không có kẹt xe nữa. Việc điều chỉnh giao thông này nhằm giảm áp lực cho khu vực vốn đã thường xuyên xảy ra ùn tắc, nay càng dễ kẹt xe hơn khi dòng phương tiện từ cầu Thủ Thiêm 2 đổ về.
Sở Giao thông Vận tải cũng đã linh hoạt điều chỉnh lộ trình giao thông nhiều tuyến đường khác xung quanh cây cầu này. Mở cái giao lộ Nguyễn Du với Tôn Đức Thắng cũng như là cái tổ chức lại giao thông cái một chiều cái đường Nguyễn Du thì sẽ giảm bớt cái lưu lượng cho cái giao lộ Lê Duẩn Tôn Đức Thắng. Cùng với việc bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, cơ quan chức năng cũng sẽ lắp đặt, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu hợp lý để đảm bảo giao thông được thông suốt. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa cho biết tôm và cá tra, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực đang tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng mạnh. Theo đó, với mặt hàng cá tra, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 năm 2022 đạt 297 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này góp phần đưa lũy kế xuất khẩu cá tra 4 tháng đầu năm nay đạt trên 950 triệu đô la Mỹ, tăng đến 94% so với cùng kỳ. Hiện Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia nhập khẩu thủy sản lớn của Việt Nam. Thưa quý vị, sản xuất hữu cơ đang là hướng phát triển của nhiều địa phương để hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Cùng chung xu thế đó, những mô hình nông nghiệp hữu cơ đã dần hình thành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Các hộ nông dân tận dụng nguyên liệu sẵn có để ủ phân hữu cơ, bón cho rau màu. Ông Nguyễn Văn Minh có 1.000 mét vuông đất trồng các loại đậu như đậu que, đậu đũa, đậu bắp. Hơn một năm nay, được hợp tác xã hướng dẫn, ông đã tự ủ phân hữu cơ để chăm bón cây trồng. Tôi sẽ làm đống ủ 3 tháng, làm một đống ủ 3 tháng, làm đống ủ 1 năm có thể làm 4 đống ủ. Một đống ủ từ 1 tấn 2 lên 1 tấn rưỡi để sử dụng cho là 1.000 mét vuông hiện tôi đang canh tác. Hiện các xã viên của Hợp tác xã Rau An Toàn Long Thuận đã chủ động được khoảng 50% lượng phân bón bằng nguồn phân hữu cơ tự ủ. Khuyến khích bà con nên sử dụng phân hữu cơ, giá thành nó sẽ thấp, đầu vào nó sẽ thấp. Cái thứ hai nữa là sẽ cải tạo đất rất là tốt. Cái thứ ba nữa là nó tăng cái giá trị kinh tế của sản phẩm khi chúng ta bán ra thị trường. Ví dụ đối với rau cải thì nó có thể tăng giá lên từ 10 đến 15% so với sử dụng phân hóa học. Việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ có lẽ là phương pháp tối ưu nhất hiện nay, giúp nông dân giải được bài toán chi phí, tăng lợi nhuận, vừa đảm bảo cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Tiếp theo, bắt được đối tượng phóng hỏa đốt tiệm internet do bị mất tài khoản game. Ô tô tông giải phân cách lộn nhiều vòng trên không rồi lật ngang. Ngày 7 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được Vũ Đình Phong, sinh năm 1994. Phong chính là đối tượng phóng hỏa đốt tiệm internet mà chương trình 60 giây đã thông tin. Phong bị bắt khi đang ở trong một căn nhà trọ ở phường Hiệp Bình Chánh. Tại trụ sở công an, Phong thừa nhận đã dùng xăng đốt tiệm internet của chị T trên đường B Trưng Trắc, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh. Phong khai nhiều lần đến tiệm của chị T chơi và bị hack mất tài khoản game, nghi ngờ có người trong tiệm phá nên Phong rất bực tức. Trưa ngày 3 tháng 5, Phong mua khoảng 3 lít xăng bỏ trong bình nhựa tìm đến tiệm để phóng hỏa. Lúc này trong tiệm có khoảng 30 khách và 8 người gia đình chị T, khu vực bị phóng hỏa có khoảng 10 xe máy của khách. Vụ việc khiến chị T bị phỏng, đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Chiều qua, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn trong một khu căn trọ tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long. Vụ việc khiến một người bị thương nặng. Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát tại phòng trọ số 9. Sau tiếng nổ, khói bay mịt mù, kèm mùi nghi là hóa chất. Người dân chạy đến thì thấy anh Nguyễn Kim Khánh, 33 tuổi, nằm bất tỉnh trên vũng máu trước cửa phòng. Bên trong có hai cháu nhỏ là con và cháu của anh đang khó thở. Cả ba được đưa đi cấp cứu. Hiện hai cháu nhỏ đã xuất viện, riêng anh Khánh đang bị thương nặng, tiền lượng xấu. Xem lại camera an ninh, vụ nổ đã khiến anh Khánh bị văng từ trong phòng ra ngoài cửa. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân. Một xe ô tô 7 chỗ tông vào giải phân cách rồi lộn nhiều vòng trên không trước khi rơi xuống đường. Vụ việc xảy ra đầu giờ chiều hôm qua khiến nhiều người đi đường hốt hoảng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, xe ô tô đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Bạc Liêu đi Sóc Trăng. Khi đến địa bàn ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi thì bất ngờ tông vào giải phân cách, phương tiện lộn vòng sau đó rơi xuống đất nằm chắn ngang đường. Cú tông đã khiến cột biển báo giao thông gắn trên dải phân cách bay sang đường chiều ngược lại, trúng vào một người đàn ông đang chạy xe máy. Rất may người này không bị thương. Được biết, người điều khiển ô tô là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trên xe chở khoảng 6 người khác gồm 4 trẻ em. Vụ tai nạn khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, không có thương vong về người.
lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã đến hiện trường điều tiết giao thông, điều xe cẩu đưa phương tiện về cơ quan để tiếp tục xử lý. Còn ở Tiền Giang, xe máy vượt đèn đỏ đã va chạm với một xe máy khác, làm một người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối qua. Khoảng 19 giờ, xe máy do một người đàn ông điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến ngã tư Đồng Tâm, đoạn thuộc địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Mỹ Tho, người đàn ông cho xe rẽ trái để vào đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì bất ngờ bị một xe máy khác chạy theo hướng ngược lại tông trúng. Nạn nhân bị ngã xuống đường, bị thương. Được biết xe máy gây tai nạn đã vượt đèn đỏ và người điều khiển có biểu hiện say rượu. Vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sáng ngày 7 tháng 5, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Vũng Tàu phát hiện xử phạt một nhóm thanh thiếu niên điều khiển các loại mô tô phân khối lớn đã được thay đổi đặc tính. Các xe mô tô đều mang biển số của tỉnh Bình Dương. Tổ tuần tra đã mời 10 người cùng phương tiện về trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu để làm việc. Các xe này đều đã được thay đổi đặc tính, không gắn bộ phận giảm thanh trong bô xe. Nhiều người trong số này không có giấy phép lái xe. Được biết, những chiếc xe sau khi thay đổi kết cấu rất dễ cháy, nổ và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Công an thành phố Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp tục ra quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện được độ lại. Những trường hợp này, ngoài việc bị phạt tiền, còn bị buộc phải khắc phục tình trạng xe về đúng kết cấu ban đầu. Ngày 7 tháng 5, giới chức vùng Siberia của Nga cho biết một số đám cháy đã bùng phát ở phía nam của khu vực này, gây ảnh hưởng đến khoảng 200 ngôi nhà và khiến nhiều người thiệt mạng. Cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết các đám cháy bùng phát ở vùng Krasnoyarsk và lan rộng ra hơn 16 khu vực, hiện chưa rõ cụ thể số người thương vong. Khoảng 300 lính cứu hỏa và 90 phương tiện đã được triển khai để dập lửa. Nỗ lực cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do gió to. Siberia đã hứng chịu nhiều vụ hỏa hoạn lớn trong những năm gần đây. Các chuyên gia khí tượng Nga nhận định biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đang điều tra 109 trường hợp trẻ em mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân và hiện đã có 5 ca tử vong. Căn bệnh này đã xuất hiện tại một số nước và đang được theo dõi sát sao. Giới chức y tế Mỹ cho biết các trường hợp mắc bệnh có thể liên quan đến virus adenovirus và đang tập trung nghiên cứu xác minh giả thuyết này, đồng thời xem xét yếu tố môi trường liên quan tới các trường hợp mắc bệnh. Một nghiên cứu được công bố tuần trước liên quan tới 9 ca mắc ở bang Alabama đã loại bỏ khả năng mắc bệnh do phơi nhiễm các virus thông thường gây viêm gan A, B, C. CDC Mỹ cũng không cho rằng các ca mắc bệnh viêm gan bí ẩn này liên quan đến việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, tại Anh, ngày 6 tháng 5, Cơ quan An ninh Y tế công bố báo cáo cho biết 70% các gia đình mà cơ quan này tiến hành thu thập dữ liệu liên quan đến các ca mắc bệnh viêm gan hiếm gặp có nuôi chó. Trong thời gian chờ đợi kết quả nghiên cứu, giới chức y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây bệnh như thường xuyên rửa tay, tránh tiếp xúc với người bệnh, ho và sổ mũi, tránh đưa tay lên mắt, mũi và miệng. Hôm qua, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã mở thêm các đợt xét nghiệm COVID-19 diện rộng, đồng thời đóng cửa thêm nhiều tuyến giao thông công cộng, tránh không để tình hình trở nên nghiêm trọng như tại Thượng Hải. Đợt xét nghiệm đầu tiên trong 3 đợt xét nghiệm mới đã được triển khai tại Triều Dương, quận lớn nhất của Bắc Kinh và là nơi có nhiều đại sứ quán và văn phòng lớn. Cư dân ở những khu vực khác có ghi nhận ca mắc COVID-19 cũng phải xét nghiệm trong cuối tuần này. Bắc Kinh đến nay đã cho ngưng hoạt động hơn 60 ga tàu điện ngầm, tương đương 15% mạng lưới tàu điện ngầm của thủ đô, đồng thời cấm phục vụ ăn uống trong nhà hàng tại nhiều quận. Thành phố đã ghi nhận thêm 45 ca bệnh có triệu chứng và 8 ca không triệu chứng trong 24 giờ qua, giảm so với một ngày trước đó. Trong khi đó, Thượng Hải trong ngày 7 tháng 5 ghi nhận 253 ca có triệu chứng và 3.961 ca không triệu chứng. Số ca mắc mới tại đây giảm ngày thứ 8 liên tiếp, cho phép giới chức thành phố đóng cửa một số bệnh viện dã chiến. Dù vậy, chính quyền Thượng Hải tuyên bố sẽ không nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Một lễ hội truyền thống đánh dấu thời khắc giao mùa từ đông sang xuân vừa diễn ra tại làng Plasko, thành phố Ragaz của Kosovo. Lễ hội được tổ chức trở lại sau 2 năm tạm dừng vì dịch bệnh. Trong lễ hội có nhiều hoạt động như nhảy múa các điệu nhạc dân gian, hát giao lưu với nhau để các thế hệ trẻ có cơ hội gặp gỡ.
Năm nay, cặp đôi chuẩn bị cưới Jamir và Medina dẫn dắt cho điệu nhảy truyền thống vì họ nên duyên sau khi gặp nhau tại sự kiện này. Theo truyền thống, bất kể chúng tôi sống ở đâu, chúng tôi đều tụ họp về đây cho sự kiện này. Lễ hội này rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi rất vui vì truyền thống này vẫn diễn ra và ngày càng lớn hơn. Lễ hội này rất ý nghĩa với gia đình tôi vì đây là dịp để mọi người gặp mặt. Lễ hội diễn ra khoảng đầu tháng 5 hàng năm do người Gorani tổ chức. Đây là một nhóm dân tộc Hồi giáo sống giữa vùng Kosovo, Albania và Bắc Macedonia. Đến đây chương trình 60 giây sáng nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với những thông tin cập nhật trong ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.